Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 18 tháng 10 tuyên bố Tehran chỉ duy trì hiệp định hạt nhân năm 2015 với các cường quốc, chừng nào mà tất cả các nước đã đặt bút ký kết vào văn kiện đó còn tôn trọng nó, và rằng Iran sẽ xé bỏ thỏa thuận này nếu Hoa Kỳ rút lui. Phát biểu của lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra 5 ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố hướng tiếp cận mới, cứng rắn hơn với Iran. Thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama sáu cương quốc thế giới cùng đặt bút ký vào văn kiện này với iran là anh trung quốc pháp đức nga và mỹ